cho cái khóa online, khóa offline với thành phố là hiện tại là em cũng là một teenagers, thì những em thấy cái số lượng học với thành phố đó nó cũng khá là nhiều người trẻ, và em thấy người ta tìm đến chị cũng vì rất là nhiều cái lý do. Và cái chủ đề em muốn nói, muốn chia sẻ là từ kinh nghiệm em học được là cái vấn đề về purpose or goal, nói chung là về cái plan trong tương lai. Thì nó bắt đầu từ câu chuyện của mình, của em, là về cái câu chuyện mà em thi vào trường đại học Y, em học ở trường đại học Y, và sau đó em gặp vấn đề về áp lực bởi vì mình đặt những cái gì mình cứ đặt cho tương lai, phải muốn kể câu chuyện đó. Và cái lời nhắn mà em muốn đưa ra là no plan, không có cái gì hết, không có cái gì cho tương lai, no purpose. Cứ làm cái gì mà mình thích, mình không có cần phải đặt nặng vấn đề. Bởi vì em biết là nhiều bạn trẻ hiện nay á, cái và kể cả em trải qua rồi nên em biết là các bạn, em muốn nói là các bạn có thể có sự phân biệt giữa những cái người nghiện hút, những người rượu chè rượu bia, những người đua xe cái này kia với những cái người ta lao đầu, người ta là những con ngọt sách, người ta định hướng. Các bạn có sự phân biệt giữa hai cái lớp người đó. Nhưng đối với em, sau một thời gian em ở trên làng và em học thì em thấy là nó không có gì khác nhau giữa hai người đó cả. Khi mà người ta muốn đua xe hay người ta muốn nói là tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cái kia, thì nó xuất phát từ là mình muốn thể hiện à mình làm được. Thì nó muốn nói là giống như mình muốn nói với mọi người là mình là một cái gì đó rất là khác biệt, và mình muốn thể hiện bản thân mình. Thì giống như em cũng vậy, em chọn trường đại học Y, em thi trường đại học Y, cái này cái kia, và rất là nhiều yếu tố tác động. Thì em muốn thể hiện, em muốn nói cái mục đích sau cùng khi nhận ra là em muốn nói cho xã hội, muốn nói cho người ta biết rằng em làm được, em có thể trở thành một bác sĩ thực thụ, và em muốn giúp mọi người. Cái mục tiêu khi mà ai người ta vô trường học Y, người ta cũng nói cái mục tiêu là muốn giúp mọi người, muốn xã hội này sức khỏe, người nghèo. Nhưng cái mục tiêu cuối cùng người ta vẫn muốn nói là nói xã hội là tao làm được, tao có gì đó rất là đặc biệt, tao có gì đó rất là đặc biệt, và tao muốn cái này thế kia. Nhưng thật ra đó người ta để thỏa mãn cái vấn đề cái tôi của người ta. Nên là, và em cũng vậy, kể cả nhiều lúc em trong quá trình học 2 năm học ở đó, thì nhiều lúc em cảm giác rất là down xuống. Dĩ nhiên cái việc học và nhiều thứ nó làm cho mình down xuống, mình cảm giác mình nản. Nhưng mà em tự củng cố cái động lực của mình bằng cách em xem câu chuyện người ta, em xem video clip đủ thứ của nó về mọi để kết nạp thêm motivation cho mình, tự mình đốt lửa cho mình vậy. Nhưng mà nó cứ có nghĩa mình cứ chiến đấu, mình cứ tự tạo áp lực cho mình, cứ tự tạo như vậy. Nên là cứ mình cứ muốn trở thành một cái gì tương tự như là mình muốn để làm cho xã hội này, để làm cho mình khác biệt ấy. Nên là cái kết quả cuối cùng em nhận được là mình gặp vấn đề về sức khỏe, cơ thể mình báo hiệu là mình không ổn, mình cần phải nghỉ ngơi. Nhưng em không cho phép, và cuối cùng em bị stress. Em và một cái nhiều lý do em tới là do em bị stress. Thì cái chung quy lại là em muốn nói là no plan, không cần phải cái kế hoạch, không cần phải làm cái gì để bạn trở thành cái gì hết. Chỉ thật sự thích nó và làm nó, chỉ thật sự cảm thấy mình đam mê nó, mình làm mình đi với nó. Mình không còn phải mình đặt ra mình làm cái gì, mình làm cái gì hết. Và đó là lời nhắn nhủ cho các bạn trẻ hiện nay. Từ khi mà em bị stress ở cái điểm bây giờ là một việc thường thêm như thế nào, tức là cái action của em chứ nữa. Thì trong cái thời gian mà ở làng á, thì cái action đó nó ở làng. Trong cái thời gian đó thì cái cốt lõi là kể cả trong thời gian lúc mà thời gian đầu em ở làng, thì em nhiều lúc em tập cống, em ngồi thiền, em khóc cái gì, em cứ nghĩ lại cái gì mà mình muốn được quá khứ. Em cảm giác em khóc và em cảm giác tại sao mình ở cái nơi, tại sao mình chọn nơi mình ở, mặc dù mình đã quyết định, nhưng mà mình cứ khóc và mình cứ nghĩ về nó, mình cứ khóc là mình tiếc về nó, mình kêu
và từ từ bắt đầu em thấy và mình không, cũng không có giải quyết được vấn đề gì hết, và thực sự nó cũng không có ý nghĩa gì hết, nó chỉ là cái cảm xúc của mình vậy thôi. Nên là em cứ sống ở đây, cứ sống cứ học, thì trong thời gian học ở làng đây thì em đọc sách, em nhìn cách em cứ sống theo, cứ sống với hòa nhịp của mọi người, rồi từ từ mình cảm giác mình mở mang, mình nhìn cách sống mình tự nhiên mình nhận ra nhiều thứ mà em không biết, nó lớn là một cái lý do vậy. Mới thật ra có nhiều cái nó kết nối và nó làm cho mình cảm giác mình có một cái gì đó mình thấy nó có khác biệt, thì nó không có một cái lý do gì hết á. Em nghĩ là mọi thứ đều có kết nối hết á, nên là em thấy mình có cái gì đó nó có cái nhìn mình cảm giác mình thoải mái hơn, mình không có còn bị áp lực ở với cái việc mà mình muốn đi hồi trước nữa. Còn bạn nói hỏi chứ không? Bây giờ kỳ hạn của em là gì? Kỳ hạn của em hả? Hôm bữa anh nói rồi mà. Nó phê. Chúc mừng. Tốt lắm.